Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với Tech Shop. Thì hôm nay chúng ta sẽ review một sản phẩm đến dạo gần đây khá hot. Và đây cũng sẽ là một sản phẩm Việt Nam. Nhắc đến đây thì các bạn có thể nghĩ ngay đến rồi không? Trên tay mình đây là Manitum và chúng ta sẽ cùng nhau về hai phiên bản của dòng sản phẩm này nhá. Cái điều đầu tiên mình đang muốn nói đến về cái sản phẩm này đó chính là về độ hoàn thiện. Có thể nói đây là một trong những cái dòng sản phẩm mà đem lại cho cá nhân mình cái trải nghiệm về độ hoàn thiện khá cao ở trên thị trường Samsung Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Đúng như vậy. Chúng ta sẽ có một sản phẩm có thiết kế ở vỏ hộp nhôm, bên cạnh đó cũng sẽ khá kỹ càng ở trong phần thiết kế vỏ hộp. Chúng ta có thể thấy này, chúng ta sẽ có một cái phần vỏ hộp nhôm nhưng mà sẽ được làm hai lớp để giúp cho cái sản phẩm của chúng ta luôn được bảo quản cái nhiệt độ ở mức ổn định ở trong cái phần chất sáp. Từ đó cái chất sáp của chúng ta cũng sẽ lâu bị xuống chất lượng hơn. Bên cạnh đó nữa, mình cũng đánh giá khá cao cái độ hoàn thiện của chất sáp bên trong sản phẩm. Nó sẽ cho chúng ta một chất sáp độ hoàn thiện gần như là chúng ta sẽ không gặp tình trạng xuống nước khi mà trong quá trình chúng ta sử dụng cái sản phẩm này, thì đây cũng là một trong những điều cá nhân mình cảm thấy khá ấn tượng. Có một điều mình cảm thấy hơi băn khoăn với sản phẩm này một xíu thôi. Đây các bạn thấy chúng ta sẽ đều có hai sản phẩm, đó chính là một sản phẩm styling pomade. Thường ấy thì đối với một sản phẩm pomade, khi mà chúng ta nói lên trong đầu ấy, bật ra ngay là đây là một sản phẩm tạo độ bóng cho mái tóc, đây là một sản phẩm để mà chúng ta có thể tạo kiểu lịch sự cho mái tóc. Nhưng mà không phải, đối với một định nghĩa một sản phẩm pomade thì nó hoàn toàn có thể là một sản phẩm tạo kiểu. Thì đây là một trong những ví dụ điển hình như vậy. Đây là một sản phẩm tạo kiểu thuần. Tất nhiên các bạn hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm này để tạo cái sự nhã nhặn lịch sự, nhưng nó sẽ không đem lại độ bóng cho các bạn đâu. Nếu các bạn đang cần một sản phẩm tạo độ bóng thì mình nghĩ đây không phải là một sản phẩm như vậy. Bên cạnh đó nữa, khi mở nắp ra các bạn có thể thấy ngay là chúng ta sẽ có một phần gọi là sáp giữ tạo kiểu, thì đây cũng sẽ là một trong những cái mà mình nghĩ là cá nhân anh em nào mà dùng sáp quen hoặc là dùng pomade quen ấy thì chúng ta sẽ nhận ra ngay cái vấn đề ấy thôi. Nhưng mà với một định nghĩa của một sản phẩm pomade mà nó là một sản phẩm tạo kiểu cũng được, cho nên đôi khi chúng ta cũng phải thoáng ra trong cái cách mà chúng ta nhìn nhận cái sản phẩm hơn nhá. Tiếp theo đó thì về sản phẩm này, chúng ta sẽ có hai mùi hương cũng như hai option cho các bạn có thể lựa chọn. Chúng ta sẽ có Perfect Night và chúng ta sẽ có Tropical White. Thì đối với hai sản phẩm này, chúng ta sẽ thấy cái vibe rất rõ qua cái label của hai sản phẩm này. Đối với label của sản phẩm màu cam thì các bạn có thấy chúng ta sẽ có một chú trâu đằng sau là thành phố với cả mặt trăng, tức là nó biểu tượng cho khi thành phố đã lên đèn ấy, thì đây sẽ một sản phẩm rất là match với cả cái vibe đó. Nó sẽ cho chúng ta một cái mùi hương nó thơm, nó đậm và nó sẽ cho chúng ta cảm giác là chúng ta sẽ là một điểm nhấn ở những nơi chúng ta xuất hiện vậy. Và đây là một trong những cái mùi cá nhân mình rất thích, không phải là buổi tối mình mới sử dụng đâu. Thậm chí là ban ngày mình cũng sẽ sử dụng sản phẩm này hết sức bình thường thôi. Đặc biệt là với cái thời tiết bây giờ ở Hà Nội, nó chuyển thu, nó se lạnh, nó bắt đầu chuyển dần qua mùa đông, hoặc là chúng ta bây giờ chúng ta đi làm điều hòa cũng nhiều mà, thì cái sản phẩm này sẽ có cái vibe và cái mùi hương rất phù hợp với cả những điều kiện đó. Còn đối với sản phẩm thứ hai, chúng ta sẽ có một chú trâu, đằng sau sẽ là cỏ cây hoa lá và cây dừa, và sản phẩm này có tên là Tropical White. Đối với sản phẩm này thì chúng ta sẽ có một cái vibe nó mát mẻ hơn, nó phóng khoáng hơn. Nó sẽ cho chúng ta một cái trải nghiệm nó sẽ fresh, nó sẽ tươi hơn với cả con Perfect Night. Nhưng cá nhân mình thì mình sẽ vẫn thích Perfect Night hơn một xíu. Nhưng mà đó là về phần vibe và phần mùi hương thôi nhá. Còn về cái hiệu quả thì cá nhân mình thấy nó khá là tương đồng nhau. Có chăng nếu bạn nào thật sự là để ý rất kỹ, các bạn siêu tỉ mỉ về cái dòng sản phẩm Savotoc các bạn đang sử dụng, và các bạn phải có cả hai sản phẩm này trên tay để các bạn có thể sử dụng song song ấy, thì các bạn mới có thể thấy được là có thể là con Perfect Night này nó sẽ bóng hơn, nó ẩm hơn một xíu thôi. Các bạn phải thật sự tỉ mỉ và là một người trải nghiệm rất nhiều, các bạn mới có thể nhận ra điều đó. Còn không thì đối với những bạn nào mà chúng ta có mức sử dụng cơ bản thì các bạn sẽ thấy gần như hai sản phẩm này khá giống nhau. Cá nhân mình cũng thấy là như vậy. Còn bây giờ thì mình sẽ lựa chọn cái phần mùi hương để mà trải nghiệm sử dụng cho các bạn, thì mình sẽ chọn một Perfect Night nhá. Và như các bạn thấy khi mà lấy ra ấy, chúng ta sẽ một chất sáp ở dạng pad, nó rất mịn, rất dẻo, rất mềm. Cái này người ta gọi là clay pad các bạn nhá. Bên cạnh đó thì cái chất sáp bên trong của chúng ta sẽ có màu như cái màu sữa ngô này, màu nó sẽ hơi đục đục một xíu. Còn bây giờ thì mình sẽ break down để mà apply sản phẩm lên mái tóc. Cũng có một số lưu ý cho các bạn khi mà chúng ta break down sản phẩm này, do cái dạng sản phẩm này nó là một dạng sản phẩm made clay các bạn nhá. Nó là pomade nhưng mà cái dạng sản phẩm, cái chất sáp của chúng ta sẽ là made clay. Cho nên khi mà chúng ta đánh tan ấy, các bạn hãy nhớ này, đối với những dòng sản phẩm made clay ấy, chúng ta sẽ chưa cần thiết đến mức gọi là chúng ta cần phải đánh tan quá kỹ. Đôi khi nếu chúng ta quá kỹ một sản phẩm made clay, nó sẽ mất đi cái độ bám dính ban đầu của sản phẩm. Thì từ đó cái cảm giác để mà chúng ta vuốt sản phẩm lên mái tóc có cái cảm giác nhám nhám, nó ăn tóc, thì cũng sẽ là một trong những cái vấn đề mà các bạn cảm thấy hơi bị thiếu hụt một xíu. Nó chỉ hơi thiếu hụt một xíu thôi, bởi vì trong quá trình đánh tan, chúng ta đánh tan quá kỹ thì đó cái nước của sản phẩm đâu nó cũng sẽ bị mất bớt đi, thì cái cảm giác khi mà apply lên tóc nó không cắn thôi. Đấy, các bạn đánh tan khoảng tầm 8-90% như mình này là ok à. Thank you.
Và đây chính là thành quả của chúng ta với cả Manhattan Perfect Night. Đây cũng sẽ là một trong những cái trải nghiệm cá nhân mình phải nói với các bạn là nó khá đặc biệt ở trong cái tầm giá khoảng tầm 200-300k. Và đặc biệt khi nhắc đến một sản phẩm đến từ Việt Nam thì cá nhân mình cảm nhận sản phẩm này khá là rõ. Thường khi mà sử dụng các cái dòng sản phẩm đến từ Việt Nam ấy thì đa phần các dòng sản phẩm chưa cho mình thấy được rõ cái vai, nhưng mà cũng có một số sản phẩm có thể stand out ra được hẳn, làm cho bản thân mình cảm thấy ấn tượng, thì đây cũng sẽ là một trong những cái dạng sản phẩm như vậy. Nó cho chúng ta một cái trải nghiệm nó dễ dùng, nó thoải mái. Bên cạnh đó, cái độ phồng, độ kết dính của sản phẩm này cá nhân mình cũng cảm nhận khá là rõ. Và ngoài ra thì mình đã nói về mùi hương đối với sản phẩm này thì mình không có gì để chê cả. Mùi nó quá thơm và mình rất thích cái mùi này. Bên cạnh đó thì về khả năng ổn định cũng như là hiệu quả sản phẩm này ở trên mái tóc thì cá nhân mình cũng đánh giá khá cao. Khi mà với cái độ kết dính này thì mình hoàn toàn có thể đảm bảo cho các bạn là với chúng ta pre và sấy tạo kiểu đầy đủ, hoàn toàn sản phẩm này có thể ổn định cho mái tóc của các bạn trong khoảng 8 tiếng đổ ra. Và tất nhiên rồi, với khoảng 8 tiếng đổ ra mình nghĩ là các bạn cũng có một cái perfect night nó là dã man luôn rồi. Bên cạnh đó nữa thì mình đã muốn nói sơ qua về vấn đề gội rửa của sản phẩm này. Đây là một sản phẩm waterbay cho nên chúng ta có một khả năng gội rửa rất dễ dàng, thì đó là một trong những cái điều cá nhân mình cảm thấy khá bình thường thôi. Và một trong những điều cuối các bạn nên lưu tâm đối với sản phẩm này đó chính là về phần dưỡng chất có chứa trong sản phẩm này. Tất nhiên mình phải nói lại nhá, dưỡng chất có chứa trong một sản phẩm sáp vuốt tóc, đặc biệt là những dòng sản phẩm giá tầm rẻ đến trung như thế này, nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến mái tóc của các bạn đâu. Gọi là dưỡng cho nó có để cho cái sáp vuốt tóc của các bạn khi mà các bạn sử dụng ấy, cái tóc của các bạn nó sẽ được bao bọc, nó sẽ được bảo vệ, nó không bị khô đi sau quá trình mà chúng ta sử dụng. Bên cạnh đó nữa, cái lớp dưỡng đấy cũng sẽ bao trùm qua cái sợi tóc của bạn để duy trì cho mái tóc của bạn có một độ ẩm nhất định để trong cái thời tiết hanh khô hoặc là nắng nóng gì đấy thì cái tóc của các bạn nó không chịu ảnh hưởng trực tiếp, thì từ đó tóc chúng ta sẽ không bị giòn, không bị gãy và nhìn nó sẽ khỏe hơn, nhiều sức sống hơn. Thì cái sản phẩm này cũng có làm được điều đó nhá. Ngoài ra đối với sản phẩm này thì mình thấy đây cũng là một trong những sản phẩm rất là dễ dùng, nó gần như là hợp với rất nhiều các nền tóc khác nhau, ngoại trừ đối với những bạn tóc mỏng hoặc tơ. Các bạn tóc tơ nhá, nếu mà các bạn tóc tơ các bạn muốn trải nghiệm sản phẩm này ấy, thì các bạn phải có thêm một sản phẩm C-Sort chất lượng nó cao một tí thì có thể đảm bảo được cho các bạn về cái độ phồng, cũng như là đảm bảo được cho các bạn là cái tóc của các bạn sẽ handle được cái độ nặng của sản phẩm này. Còn lại với những bạn nào có mái tóc có mật độ từ trung bình cho đến dày thì sản phẩm này mình nghĩ xử lý rất tốt những cái nền tóc như vậy. Và nếu như mà các bạn đang cần biết thêm thông tin chi tiết về cái sản phẩm này thì các bạn hoàn toàn có thể ghé qua fanpage của Tinic Shop để chúng tôi có thể được trực tiếp tư vấn và hỗ trợ cho các bạn lựa chọn cái sản phẩm này, cũng là biết thêm thông tin về cái sản phẩm này. Và ngoài ra nếu các bạn cần bổ sung thông tin về bất kể sản phẩm gì nữa thì chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ các bạn rất tốt điều đó. Và nếu các bạn cần mình review hoặc phân biệt bất kể sản phẩm gì thì hãy để dưới phần comment nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.